Xin chào các bạn, chúa tể của các loài phim đã quay trở lại rồi đây. Có khi nào bạn nghĩ chuyện quái quỷ gì sẽ đến khi xuất hiện một nhân bản giống y hệt mình? Xem ngay bộ phim mang tên Nhân Bản để biết câu trả lời nhé. Bắt đầu nào. Phim mở đầu bằng giai điệu nhạc trẻ vui vẻ, máy quay cận cảnh đóa hồng một lúc lâu. Thì ra đó là quà của một chàng trai bước xuống từ ô tô. Anh ta chắc đang muốn tạo bất ngờ cho bạn gái. Đây chính là David, nhân vật chính của phim. Chàng trai mang áo sọc xanh gọi điện cho cô bạn gái đang ở võ đường học đấu kiếm. Cả hai trò chuyện thân mật. Khi cô gái quay lại thì 1 2 3, người yêu đã xuất hiện ngay trước mặt. Cả hai ôm nhau hạnh phúc. Chàng trai tặng hoa cho cô gái. Phim chiếu đến cảnh cô bạn gái thi đấu kiếm, chàng trai ở dưới khán đài âm thầm theo dõi, nhưng cô bạn gái đã thua trong trận đấu. Cô bực bội thu dọn đồ đạc bước đi. Lại muốn tạo bất ngờ cho bạn gái, chàng trai đặt bó hoa lên sàn, sau đó anh tiến lại gần cô gái đang rửa mặt. Nhưng không, đây là đối thủ lúc nãy của bạn gái mình. Cô này bất chợt hôn anh chàng. What? Anh chàng cũng ngoan ngoãn hôn lại ngay tức khắc, nhưng không may cho anh, từ phía sau bạn gái anh nhìn thấy. Cô mỉm cười cay đắng, vẫy tay chào và bỏ đi. Chàng trai đuổi theo sau, gọi tên cô gái liên tiếp. Jill. Máy quay chiếu đến Teddy, anh ta có vẻ là một bad boy, đang kể chiến tích nhắn tin cho hàng trăm cô gái khác nhau và rủ họ đến bữa tiệc. Còn chàng người yêu đang ngồi trước máy tính, mặt thẫn thờ và ngỡ ngàng vì Jill đã block anh. Anh nói với bạn cùng phòng rằng cô gái kia chỉ là cảm xúc thoáng qua và trong lòng anh chỉ có mình Jill. Chàng trai nhắn tin cho Jill nhưng cô ấy không hồi âm. Cùng lúc đó trên bầu trời xuất hiện một thiên thạch lớn đang lao xuống nhanh chóng với tốc độ bàn thờ. Các cột đèn cháy nổ, đèn chập chờn, mọi thứ nhanh chóng chìm vào bóng tối. Hai thanh niên đến bữa tiệc của anh chàng da màu tóc đen, anh ta ba hoa một lúc. Cô nàng tên Allison, tóc vàng hấp dẫn đột nhiên xuất hiện. Cả ba nói chưa dứt câu, một tên hung tợn túm áo đánh chủ nhà vì lý do không mời hắn đến bữa tiệc. Ủa, rồi không mời mà ông vẫn đến đây thôi. Trong đám đông, David thấy Jill, cô ấy đi cùng mấy người bạn. Chàng trai bắt đầu cuống lên, muốn nói chuyện làm hòa với bạn gái. Máy quay lần lượt chiếu đến cảnh ăn chơi thác loạn của các bạn trẻ. Thanh niên phương Tây đúng là quá phong túng. Đây mới là thứ đáng ngạc nhiên nhất trong bữa tiệc, một người phụ nữ khỏa thân và được đồ ăn bày lên cơ thể cô. Teddy và tên chủ nhà vừa bị ăn hành rất phấn khích, còn cô gái Allison lại không hứng thú lắm. David vẫn đang tìm kiếm Jill, nhưng đi đến đâu anh cũng nghe thấy những người bạn nói Jill đang mải mê với một gã nào đó rất hấp dẫn. Teddy làm quen được với một cô nàng nóng bỏng tên là Melanie. Cậu ta bắt đầu cố gây chú ý với gái bằng những câu hài hước. Ơn trời, David đã thấy Jill, cô nàng đang tươi cười nói chuyện với một gã bảnh bao. David trông khá buồn rầu. Đúng lúc đó có một tiếng hét. Thì ra cô gái khỏa thân với một mâm đồ ăn đã bị một tên béo cắn. Đám đông cười lớn. Nhưng khi David quay lại đã không thấy Jill đâu. Ở một chỗ khác, Allison tưởng mình đang được một anh chàng bảnh bao gạ tình. Nhưng không, đó là trò đùa thách đố của bạn gái gã ta. Allison bực bội bỏ đi. Allison mệt mỏi nói với David về những người xung quanh họ. Có vẻ cả hai đều không thích ở đây. Một cặp đôi giận dỗi nhau đang ngồi trên mui chiếc xe ô tô màu đỏ. Chàng trai có vẻ hơi già với bộ râu rậm. Bỗng nhiên họ thấy cây cột điện bén lửa. Anh chàng ngửa mặt lên nhìn như thôi miên. Hình ảnh ảo chập chờn. Anh ta trông như hồn lìa khỏi xác. Người bạn gái liên tục gọi tên anh ta, Kai. Kai quay lại trợn mắt nhìn bạn gái, phía đằng sau hình như có một người y hệt anh ta, bạn gái sợ hãi bỏ chạy. Anh chàng lúc nãy vừa nói chuyện với Jill đi đến, tỏ thái độ đắc chí với David. David đi vào phòng tối om, chỉ thấy ánh sáng màu xanh dương, có một con chim trong lồng nhảy loạn lên vì hoảng sợ. Đám bạn chơi tennis trong nhà bằng quả bóng lửa, tất nhiên lửa bốc cháy khắp căn phòng, nhưng nước trên cao dội xuống đã dập tắt hết, đám đông nhảy điên cuồng trong tiếng nhạc sôi động. Teddy mang rượu vào phòng, vào, wow. Melanie đang nằm chờ trên giường với vẻ trông đợi vô cùng hấp dẫn. Anh chàng lau cá này cũng gặp may đấy. Chà, cuối cùng thì Jill và David đã chạm mặt nhau. Vẫn như bao cuộc giận dỗi khác, hình như David muốn làm lành trong không khí yên tĩnh của căn phòng kín. Các cảnh tiếp theo, vài người trong bữa tiệc đang nhìn chằm chằm vào thứ ánh sáng đang tóe điện. Có vẻ cuộc nói chuyện giữa David và Jill không đi tới tiếng nói chung, dù cả hai trông không quá bực tức hay căng thẳng. Trong căn phòng ái ân, Melanie đang nằm trên Teddy và anh ta bị cô tát liên tục. Quả là một màn mặn nồng đau đớn và hài hước. Allison đứng một mình và trông rất hoang mang với vẻ hỗn loạn của bữa tiệc. David và Jill trong căn phòng đã không giữ nổi bình tĩnh, họ to tiếng và chê trách nhau. Bóng đèn ngày càng chập chờn và phụt, cả không gian chìm vào bóng tối. Ơn trời, cặp đôi Teddy và Melanie đã ngừng cuộc mây mưa. Điện cũng có trở lại, nhưng phim bắt đầu kịch tính rồi đây. Teddy đã tận mắt thấy Melanie đi tắm, nhưng bên cạnh anh lại có một Melanie ngạc nhiên hỏi vì sao anh lại vào được đây. Từ trên cửa sổ, David nhìn thấy có hai anh chàng cai râu ria rậm rạp đang đứng dưới sân và cãi nhau. Một trong hai người rút súng bắn giữa trán người kia, David ở trên tầng mặt tái không còn giọt máu. Melanie từ trong nhà tắm kéo cánh cửa ra, cả hai cô nàng Melanie ngạc nhiên nhìn nhau, còn chàng trai Teddy nằm dưới chắc đang sợ hãi sắp tè ra giường đến nơi. Allison và David xem đoạn video cô quay bữa tiệc, cô nói rằng đã nhìn thấy chính mình ở tầng dưới và những người bạn khác đều có hai bản thể. David chỉ cho Allison xác chết lúc anh ta nhìn thấy dưới sân, cô hoảng sợ hỏi liệu chúng ta có bị giết không? Teddy đã đến nhập hội với hai người, cả ba vẫn không hiểu có chuyện quái gì đang xảy ra. Cả ba ở trên gác nhìn thấy có một David khác đang đi tìm Jill ở tầng dưới. Sự việc lặp lại y như lúc trước. David nổi cơn muốn xuống tầng dưới, quả là một hành động mạo hiểm. Anh nghĩ ra cách đội mũ để ngụy trang. Allison vẫn cay cú vụ bị đám con gái lừa. Cô ấy cũng chạy xuống nhà định làm gì đó. Chỉ còn Teddy nhát gan dại gái trốn ở trên tầng.
David đội mũ đứng trong góc quan sát lại các sự việc đã xảy ra, trong đó có cảnh cô gái châu Á phi cước trúng ngực một gã da đen dây xồm. Đúng lúc đó, một gã béo tóc xoăn vàng đến vỗ vai David đội mũ, hắn ta giật lại cái mũ, đội lên đầu và nói đây là mũ của hắn. Allison lấy cốc nước bẩn tạt vào váy đỏ của ả đã chơi xấu mình, rồi cô bước đi hả hê vì đã trả thù xong. Trong căn phòng tối có ánh sáng xanh ban nãy, bây giờ đã có hai con chim trong lồng. Hai David đã chạm mặt nhau, sau câu hỏi kiểm tra, một trong hai David đã lấy cốc thủy tinh đập vào đầu người kia. David này đã trói David kia bằng dây dạ quang, anh ta đưa tay lên sờ máu trên trán của người kia. Ông thần nhát chết Teddy thấy Jill và tìm cách kìm chân cô không đi xuống tầng dưới như lời của David. David trông thấy bạn gái mình đang nhảy điên cuồng với một gã nào đó, có một cảm giác cay cú nhẹ ở đây. David chạy điên cuồng lên tầng, nơi Teddy đang giữ chân một Jill khác, anh muốn nói lại lời xin lỗi. Cả bốn người đã chạm mặt nhau gồm hai Teddy ngáo và hai Melanie bốc lửa, họ nhìn nhau trầm trồ không chớp mắt. David đang cố làm lành với Jill một lần nữa, anh ta hiểu mọi điều Jill định nói, cả hai hôn nhau thắm thiết. Bóng đèn chập chờn một lần nữa, tất cả những bản thể khác liền biến mất. Nhưng không, họ đã nhầm, các bản thể khác vẫn ở đây, họ chỉ bị lùi lại mốc thời gian. Giờ thì cặp đôi Teddy, Melanie đang nhìn nhau, Melanie đang nhìn chính mình mây mưa. Mọi người đã dần phát hiện ra quy luật, cứ khi mất điện, hiện tượng nhân bản lại xảy ra và chúng càng tiến gần hơn với mốc thời gian hiện tại của các nhân vật chính. Bữa tiệc điên loạn vẫn tiếp tục diễn ra ở khuôn viên khu vườn, hai Allison tóc vàng chạm mặt nhau không mấy thân thiện. Giờ là màn thể hiện đầy ngỡ ngàng của hai cô nàng múa khỏa thân trên sân khấu. Mọi người hò lên sung sướng, tưởng đó là cặp song sinh. Gã chủ nhà da đen bắt đầu nghi ngờ mọi chuyện. Bộ ba David, Teddy và Melanie đang mâu thuẫn. David nói rằng nhờ có việc quái quỷ này mà cậu làm lành thành công với Jill. Còn Teddy chỉ muốn nhanh chóng sớm kết thúc câu chuyện vì sợ hãi đám người kia sẽ thay thế họ. Lại có thêm người phát hiện ra mình có bản thể thứ hai trong bữa tiệc. Tiếp tục màn mất điện xảy ra, Teddy đã một lần dũng cảm trong đời. Cậu ta chạy lên khán đài và thông báo cho mọi người đang gặp nguy hiểm, tất nhiên chả ai quan tâm mà còn giễu nhại cậu ta. David đang gặp rắc rối vì chạm mặt cô nàng Jill ban đầu mà anh không thể làm lành thành công, không phải Jill hôn đám đuôi lúc nãy đâu nhá. Cả hai lại to tiếng và Jill bỏ đi. Sau quá trình gào lên thuyết phục mỏi miệng cùng sự tương trợ của vài người khác, Teddy đã khiến mọi người tin đang có chuyện không ổn và mọi người cùng chạy đến chỗ nhà bơi. À váy đỏ chơi xấu bước ra sân và phát hiện ra cái xác chết của Kai, à ta chạy như bay trốn ngay. Teddy và Melanie cùng giải thích kỹ cho mọi người về vấn đề, nhưng ai cũng nghĩ là họ đang phê thuốc. Điện có trở lại, tất cả mọi người từ trong nhà nhìn ra ngoài sân, giờ họ đã tin họ đang bị nhân đôi. Jill đang ở giữa đám đông hỗn loạn ngoài sân, cô bắt đầu cảm thấy có gì không ổn. Trong khi mọi người đang trốn, David mở cửa chạy ra ngoài, có lẽ cậu lại muốn chạy theo tiếng gọi tình yêu là cô nàng Jill nào đó. Đám người trốn trong nhà bắt đầu nổi nóng với nhau, ở phía trên mái, thanh niên da đen liên tiếp nhảy tưng bừng, đám người ở dưới khá bực bội. Một cô gái da đen dáng vẻ mọt sách tra tấn mọi người bằng thuyết vũ trụ, thanh niên khác lại cho rằng họ gặp Chúa, mà gặp Chúa là chết rồi còn đâu. Tiếp tục cảnh ngoài sân, Teddy một lần nữa lên khán đài kêu gọi mọi người rời đi. Nhưng tất nhiên, lần này đây là đám người nhân bản và sẽ tiến vào trong. Và đám người thật đang trốn sẽ ra sao đây? Nhưng không, Teddy trên khán đài nói khác Teddy ban nãy. Chính đám người thật đã tác động thay đổi suy nghĩ của đám người nhân bản. Và giờ họ chỉ giống nhau bề ngoài, còn suy nghĩ thì hoàn toàn khác. Đám người thật bên trong quyết định cầm theo vũ khí và bước ra ngoài. Đã xuất hiện tình trạng người này đâm người kia, người này thắt cổ người kia. Đám đông ngoài sân vẫn la lớn mở nhạc lên, trong khi David mỉm cười vì nhận ra Jill đang đi tìm cậu. Cả hai vẫy tay chào nhau thân thiện. David quay lại nhìn căn phòng tối, một Jill khác đang hôn mặn nồng gã bạn trai mới nào đó và David bỏ đi. Anh chàng béo áo sọc lấy chảo đập vào đầu gã trông giống mình. Có tiếng hét phát hiện xác chết, hai đám đông bên ngoài và phía trong đã nhìn thấy nhau, đám bên ngoài tiến ngày càng gần hơn đám phía trong, họ tính phá cửa bước vào. Có vẻ người thấy duy nhất ổn trong chuyện này là Allison. Chắc vì quá cô đơn thiếu người đồng cảm nên cô rất thân thiết với người bạn nhân bản kia. David chạy lên cầu thang vội vã, anh chắc đang tính là một việc gì đó. Máy quay hướng đến mấy thanh kiếm treo trên tường, giờ đã biến mất thành cuối cùng. Jill đang hứng tình với gã trai lạ, đèn đột nhiên chập chờn, mọi thứ lại chìm vào bóng tối. Trong bóng tối David xuất hiện, Jill vẫn rất bực tức. Đột ngột, anh đâm Jill và không quên nói lời thắm thiết yêu đương. Nói yêu mình mà đâm mình thì là không yêu mình rồi David ơi. Màn hình nhấp nháy liên tiếp, David lau thanh kiếm vào chăn, một Jill khác lại đột ngột xuất hiện. Âm thanh từng nhịp hồi hộp theo ánh đèn chập chờn, đám người nhân bản xuất hiện đột ngột. Tất cả mọi người trở nên hỗn loạn, cố xé bản thể trước mặt mình. Tiếng gào khóc la hét hoảng loạn, máu khắp nơi. Jill xuất hiện và David âu yếm cô lần nữa. Anh hứa sẽ không làm cô đau và anh sẽ thay đổi mọi thứ. Cả hai trao nhau nụ hôn táo bạo. Ánh đèn lại nhấp nháy, Allison tóc vàng bẻ lái một pha không ngờ đến. Cô tiến tới định hôn bản thể của chính mình, nhưng cả hai đã nhập làm một. Còn David tất nhiên lại đang hôn không khí. Ánh điện trở lại trạng thái bình thường với bộ mặt của Allison mỉm cười mãn nguyện. Hiện tượng cũng xảy ra với đám đông hỗn loạn, mọi thứ kinh khủng đã biến mất, các khung cảnh trở nên yên tĩnh bình thường. Cặp đôi David Jill nắm chặt tay nhau đi xuống cầu thang, họ đã thật sự làm lành. Đám người dần trấn tĩnh, có người đặt câu hỏi, bây giờ chỉ còn lại chúng ta, nhưng đây là thật hay là giả? Họ ôm vết thương đi ra ngoài, nhưng có vẻ ai cũng lạnh nhạt với nhau. Melanie lờ Teddy, còn chủ nhà da đen đang ngồi trên bậc khóc lóc. Chỉ có cặp đôi David và Jill lại hạnh phúc trao nhau nụ hôn lần thứ nở. Trên bầu trời, các vệt ánh sáng đang kéo nhau về hướng khác.
Vậy là các bạn đã cùng chúa tể của các loài phim xem xong bộ phim nhân bản với hơi hướng siêu nhiên bí ẩn. Cuối cùng chúng ta vẫn không rõ những vật thể kia sao lại làm thế. Nhưng thôi, chuyện đó không quan trọng vì chính chúng đã khiến cho các nhân vật chín chắn và trưởng thành hơn. Nếu cảm thấy video này thú vị, hãy like, comment, share để ủng hộ chúa tể của các loài phim. Và đừng quên ấn follow để theo dõi thêm các bộ phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo đến từ chúa tể của các loài phim.